Nơi bà tay à là món chẳng hạn hay ở bà dân chỉ nhóm an chmua khó được coi rằng ná cứ xong mà chia sẻ phong để xa nhóm an bài tự tông ong lệ chờ nấy nhóm ở tay à là món thế nhóm đôi chìa khan thơ video series killer you ấy hay nhóm mặt đăng thà lực trong khỏi cà nà tế bàn tay là cứ nhóm miên bê nhóm an dạy bàn vì phố video khi đã có xong lại chia sẻ series cứ có xong lập chọn bệ cứ thờ ca bê hiệp trăm dù chẳng á tại là cứ nhóm màu ấy cứ mau series killer mùi tiền đấy. Hai nhóm bạn khán khán yêu cứ gọi bạn phép mà căn nhóm bị cả trên bị bốn tuần kia là bảo chụp series cứ nhóm xong congratulations đó gọi đấy. Hai xem này là gọi tự tại tạm đa nhóm thay thay được gọi đại bạn snap từ lơ hư cái đây là bảo chụp series đấy cứ này đó này ai chạy từ lơ video bảo nhóm bán cho nhóm đặt link nơi thằng ní cứ nhóm thoát phơi cà pi mà xem bị xem một bàn yeah you can check it out. Một lần cho đó video bảo yêu cứ nhóm xong ở con đó sponsor bảo yêu nơi thay ní cứ subscribe VPN tiệt hào yay. Nên cứ chia lợi thịt buồn đấy để quạt bàn thuộc các sponsor đọc bộ nhóm chẳng nhóm xong ở con đọc của quạt chân bàn tên đối này đó có thể đăng chẳng cứ sắp chọn VPN cứ phép đôi chữ extension mũi để dương bà đọc bây thuộc các cao pia đọc tên này này ô bà con lệ tôn nịch mà dương mình thay tù sạp mình thay tablet iPad rồi có computer chữ đám cứ via phép đôi chia rồi bàn mũi đọc bây cao pia đọc tên này bà dương chẳng ô thì họ được dùng para tu sắp chuyện đáng cứ dùng thời ca pia tên này bao dùng được chữ password passcode được có form miền này tên này kia bao dùng cứ dùng thời tại ca pia vì vậy chẳng bây giờ dùng para wifi nơi tam xa thiên nãy cứ dùng một bài proi bảo đảm thay kế năng lùi hack được có lùi form miền rồi bao dùng được tệ hai mươi vấn tiết cứ sắp chọn vpn miền vpn chữ tra nơi bật tay xem xem tiền chẳng dùng một bài proi bảo đảm pay thay kế bật miền thì ca năng nơi không bật tay bao dùng tệ cứ dùng khoản tại para sắp chọn vpn hay bạc nơi vpn nơi bật tay nam mùi đầy dùng chẳng bác cứ dùng ai cho tụa ban miệt ca nó plem plem nâng tay mình đong hai account tại mui tay cứ dương ai phở ban chỉ mui nông mình nữ chưa chọn khớp ôpacol electronic tăng âm mong person trên này đã khai chấp làm tên là sự vật can robot sắp chạm VPN cứ complete chọn link trong description box bao nhóm hai complete prao code basic instinct đặt bay từ tụa ban cả prao sự vật cam sắp chạm là hỗ trợ từ mui khai free chân nhóm xong ở con sắp chạm VPN mà đong tiệt đại ban form nom video bao nhiêu nước hay nè ok chẳng là cứ dân đang cho đặt đo lường cái đây được bao giờ nữa thay ní cứ nhóm đang là gì ampi khi tôi có đã xâm lập chiếc series để mình chúng ta Fritz Hartmann ban cả nước thay tì mà phải bám khai tổ la cho nam một con bầm bầy rồi chơi sập bầm buôn nơi Hanover Prate Alamong hay quá cứ chia con bầy kê không chừng nào bong bong bầm mùi nè Hartmann cứ quá chỉ có mình mà nè đại ngặt nghiêm hay quá miền phụ ma môi chấm nuôn nơi đại miền là dụ thằng nào quá hay quá có miền bong bong chấm nuôn phèm nè đại chẳng có mà là phèm bọc quát có riêng u ó hai xem hàm men cứ kê ban giấy tha ta chờ đọc bao qua cứ hiền miền phep tôn plon hiền đôi sậy dương giấy chẳng hiền và bạn đọc tay ta chờ đọc bao qua cứ hiền tôn plon đôi sa tay quát ở sau chỗ chật sa cam phep đại không ai bỏ quát chỗ chật phơ tê hai quát tay tay từ lên tóc ta chỉ mùi nồng bom bom sậy bao quát hai mùi vấn tiếc cứ quát tay tay vô khảo à bom bom sậy bao quát vô mà bẹ lên chẳng hạn hai mà giang vấn tiếc cứ quát tay tay chỗ chật đề cắt đề bộ needle work cứ quạt cắt đề quạt thua mà hậu thua ấy dễ đào cứ quạt miên trong nạp rắm miên passion từ hàng này tặng ở nằng đây lại cứ xem nhóm 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 khơi theo việc quạt tay chia cái hai thằng chia domestic role it's not a feminine role chẳng việc quạt tay chia hư mỗi đại quạt chút chất tại phần nằng bị ở bẹp bòn cho mùi nằng paid bao quạt chẳng nghe tay ca cho nó nằng cứ ai nằng miên ca về đầm lại khắng miên ca mơ panic mơ mộc mơ mọt chờ cả na miên không ai để quạt chỗ chất càng nghĩ ở nâng hay nâng nông của xa bọc quạt cứ kê miên bị chả chả mà làm thả ở bọc quạt nâng bàn hiệp ca cho mùi nâng mặt đài bọc quạt đài nợ bê nâng cứ mặt đài bọc quạt miên là dụ sai sập mùi chân em ấy hay mặt đài bọc quạt dụ bong bọc ở bộ bọc quạt nâng là rồi hộ nó tầm bờ chân em trong bọc quạt miên bị chả chả mà làm nóng phùm chẳng nghe nà thả ở bộ bọc quạt nâng ca chỉ mùi nâng mà đại bọc quạt để xa tài trọng ban lùi mà đại bọc quạt nâng hiền thu thi ở đại nơi bề đại ca háo ấy coi ở bộ bọc quạt chia mình đâu mình nẹt đại hiền chẳng hiền chẳng ngán hiền cho chật lua quạt cho chật bạc cái khnhiều mùi kế hay mùi vinh tiết cứ quạt tay tay lùi miên xa hai nâng khang khéo là hồn
kot luoch mien sai luoch mien tom neak tom nong khang khéo apipipi obos kwat chang na doy laik tu mien phiep rokan bokos no knong tom neak tom nong khua sa obos kwat yang na ka doy ko madai hay nang opok obos kwat keu neu chmuoy khnia lohot dol madai obos kwat ban slap ka pi chnam 1901 samrap harmen keu no pe dai kwat neu khmeng kwat teu hrien chang keu ke ban khoeng tha tacharok obos kwat keu chi khmeng mneak dai thomada ot mien avai dai kwat ka samkwal te keu kwat hrien សបាយលេងជាមួយនឹងគេឯងធម្មតាទេដោយឡែកគឺគាត់អត់សូវហ៊ានបកកាយទេនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀនហ្នឹងណាគឺដូចយើងដឹងចឹងគាត់កូនបើហើយគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់គឺរៀងធូធាដែរចឹងគាត់ក៏រៀងកលេសខេះជាមួយនឹងការសិក្សារបស់គាត់ដែរចឹងណាចឹងហើយបើការសិក្សារបស់គាត់គឺរៀងថយចុះហើយគាត់អាសាដុបថ្នាក់គាត់ដុបថ្នាក់ច្រើនដងដែរចឹងរហូតដល់គាត់អាយុ15ឆ្នាំគឺគេចាប់ដើមដូចការជំនាន់ហ្នឹង1800ជាងគឺគេថាជាក្មេងម្នាក់ដែលពេញកលោះអីចឹងណាចឹងគាត់ក៏បានសុំម្ដាយឪពុករបស់គាត់បញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយគាត់សុំម្ដាយឪពុករបស់គាត់ដើម្បីទៅធ្វើការនៅខាងហត្ថហ៊ានគាត់ចង់ទៅហត្ថហ៊ានហើយម្ដាយឪពុករបស់គាត់ក៏អនុញ្ញាតហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមធ្វើការហាត់ក្នុងនាមជា soldier ជាទាហាននៅ military base នៅកងទ័ពហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺគាត់ពេញចិត្តនឹងការងារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើហាត់ជាទាហានហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយឡែកគឺនៅពេលដែលគាត់ហាត់ទៅតែបាន5ខែក្រោយមកក៏គាត់ចាប់ដើមមានគុណកាយសម្បទារបស់គាត់គឺចាប់ដើមថយចុះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលគាត់ហាត់គឺគាត់ចាប់ដើមស្វាំងគេហៅប្រកាំងឡើងរហូតដល់គាត់សន្លប់ហ្មងគឺគាត់អង្ងឹតមុខហ្មងអញ្ចឹងប៉ែតនៅកន្លែងទាហានហ្នឹងគឺវិនិច្ឆ័យថាគាត់ហ្នឹងមាន epilepsy ដែលភាសាខ្មែរគឺបកថាគាត់ឈួតឈូកហ្នឹងហើយគឺវាជាអាការៈបកាច់មួយហើយគាត់អត់អាចបន្តសកម្មភាពរបស់គាត់ទៅធ្វើហាត់ការជាទាហានតទៀតទេអញ្ចឹងដោយសារកាយសម្បទារបស់គាត់គឺលែងរឹងមាំអញ្ចឹងគាត់ក៏បានស្នើចេញពីទាហានហើយគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅម្ដាយឪពុករបស់គាត់វិញអញ្ចឹងទៅតែគាត់ត្រឡប់មកវិញក៏គាត់អាយុចន្លោះ16ឆ្នាំហើយនឹងគឺគាត់ចាប់ដើមប្រព្រឹត្តបទល្មើសលើកទី1របស់គាត់នៅអាយុ16ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាបទល្មើសដែលគេចាប់បានដែលគេដឹងអញ្ចឹងដោយឡែកយើងអត់ដឹងថាគាត់ចាប់តាមតាំងពីអាយុប៉ុន្មានទេគាត់ថាអាយុ16គឺគេចាប់បានថាគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសពេលហ្នឹងគឺគេចាប់គាត់បានដោយសារតែគាត់អាសាលបួងក្មេងផុសដែលនៅម្ដុំគាត់ឬក៏យ៉ាងណាគឺគាត់អាសាលបួងក្មេងៗដើម្បីធ្វើការបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើពួកគាត់ក្មេងផុសហើយដូចយើងដឹងជាធម្មតាគឺក្មេងដែលគាត់មានអាយុ10ឆ្នាំ11ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏ឃើញមនុស្សផុសបងផុសដែលមានអាយុ6 7 10អញ្ចឹងគាត់មើលមកគឺគាត់គោរពស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាក្នុងនាមជាបងផងហើយដោយហាមែនអញ្ចឹងគឺគាត់លបួងដោយគាត់និយាយថាអោះមកជួយបងផងតិចបងត្រូវការធ្វើនេះបងត្រូវការធ្វើនោះជួយបងពឹងប៉ងអីអីអញ្ចឹងទៅគឺគាត់និយាយលួងលោមអញ្ចឹងក្មេងក៏គាត់ឃើញថាគាត់តនេគាត់អត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាអូគាត់អាចទៅជួយបងផងម្នាក់ហ្នឹងបានគាត់ក៏ចេះទៅតាមអញ្ចឹងណាដែលឡៃគឺសម្រាប់ហាមែនគឺគាត់អត់មានគោលបំណងល្អអីទេអញ្ចឹងគាត់នាំក្មេងប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងទៅកន្លែងមួយដែលដាច់ស្រយាលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើពួកគាត់ហើយនៅពេលហ្នឹងក៏គេចាប់គាត់បានហើយគេចង់ធ្វើការផ្ដល់ទោសដល់គាត់អញ្ចឹងណាដែលឡៃគឺគេបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យការវាតម្លៃទៅលើស្ថានភាពប្រព័ន្ធភាសារបស់គាត់ក៏មានគ្រូប៉ែតគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់នឹងណទេខាងផ្នែកព័ត៌មានរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅវិទ្យាស្ថានដូចគេហៅថាមណ្ឌលកាយប្រែចោះវាមិនមែនជារបៀបគុកទេហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏បាននៅនឹងដូចឡែកគឺគាត់នៅបានតាមផ្លែទេក៏គាត់បានពឹងពាក់ម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមកជួយដោះគាត់ចេញអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងក៏គាត់បានចេញមកហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់រត់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់គាត់មួយតែមានទីតាំងនៅប្រទេសSwitzerland ហើយគាត់ក៏បានរស់នៅនៅក្នុងអស់រយៈពេលឡើងមួយឆ្នាំកន្លះក៏គាត់ត្រឡប់មកម្ដាយពុករបស់គាត់វិញហើយនៅពេលហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ដើមមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Anna ហើយពួកគាត់ក៏មានកូនជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ជា fiancé ពាក្យខ្មែរហៅអីគូតដឹងហ្នឹងហើយគាត់ជាគូតដឹងជាមួយនឹងគ្នាដែលឡាយនៅឆ្នាំ1900ក៏ Harmen គាត់ត្រូវទៅហត្ថហ៊ានម្ដងទៀតដែលគេហៅថាជា compulsory វា
chăm bạch mong cứ quạt thở thở tại từ việc chia tuần ti không niêm quạt chia menu po nơi bắt tay ăn là mong ấy chẳng từ việc mandatory chẳng hạn chẳng quạt có ban từ hạt từ hiến hay nó bên đang có quạt nơi tại miền ca sơn lánh châu chợt từ năng ca nghe năng từ đài cứ đội môn chẳng cứ quạt sơn lánh ca nghe không niêm chia từ hiến năng khăn mình tên bàn tay quạt nơi tại miền vị bát từ năng cai xăm tiêu bọc co chẳng nó bên là quạt từ ban mặt nắm có cái ban giấy thay quạt ở ai bằng bên ca nghe và quạt ban chẳng quạt nơi ban mà chăn am tiệt có cái ban anh nhặt ai quạt tập lọ mà tèo vẫn cứ cái ban gì thay quạt bằng pan ca nghe nơi cái này từ hiện nó cứ quạt phở ấy lên ban này chẳng quạt từ đằng ban rồi dập về beach năm hay quạt quạt tập lọ mà vẫn bây đây quạt tập lọ mà vẫn cứ ở bọc bọc quạt ban chui bắt đầu chỉ ca nghe ao cái hai ta fish mongeri đôi cái này này lụa thầy lụa cứ sớm một lúc ấy chẳng á, tại bên nó có quạt từ chua rồi cam mà có cho mùi nó cù từ đằng bọc quạt hay quạt từ chảo bạc can thay cù từ đằng bọc quạt nó miên tụm nẹt tụm nò cho mùi nó mình được pop sen chẳng khang sấy ná có quạt bàn thua cá bạch pia hay để xa tay cái lại lụ càng nghe chuyện đồ nâng cứ chia cho mùa bó bó xây chẳng càng nghe nâng cứ ở miền bẹp bón cho mùi nâng hà mẹ này tế cứ hà mẹ tà nà tà tớ anh đi cứ chia đồ bó hồ sĩ bó quá chẳng nâng bê nâng hà mẹ này dụ tớ tay mà phay buôn phay phê ám hay qua có hiền chút luôn rồi càng có cho mùi nâng ở bụng bó quát hay là có cú tớ đóng bó quát lên băng lên ao băng bẹ ấy chẳng dễ chẳng quát cứ ở mà nữ băng bẹ nó không chỉ vật bó quát đáy hay mà đáy bó quát cứ slap bát đáy nâng bê nâng chẳng quát chập đám tài táo hay có chấp đam đam bay hồ nơi hồ sĩ ban cứ quạt chấp đam thưa ca luộc là bỏ bọc kì mà quạt chấp đam thưa ca luộc kì nâng cứ mà là đập chân nam chiêng cứ quạt luộc là hồi quạt luộc quạt vô là bọc kì từ lụa hơi kì chấp quạt bán kì vô quạt đạp con tuần kia ở màn khai có quạt từ lập mà vinh luộc tiệt hay cho con tuần kia tiệt cứ mà chỉ vật bọc quạt là đập chân nam chiêng nâng cứ quạt chính châu tạc cục nâng tế nâng ấy hay lụi bọc kê tập bằng nâng ấy chân tuôn nâng bê đại quạt tụ bàn ca nghe môi đài lọ cả đài có quạt nâng tế lụi bọc mê bọc quạt nâng tiền hay vô từ lụa vô từ thơ ni thơ nuôi chân tờ chân quạt mà chỉ vật bọc quạt nâng cứ đăng tả lụi này hay nâng bọc phẹt kê chân á hay nâng chân nam mà bọn bộ nội đọc bấy cứ kê bàn bọc đăng quạt thà quạt nâng lụi bọc kê chân tờ chân bà lì có bàn thơ ca chạy chê tờ can tè bọc quạt cứ kê ắt khơi thầm tài lụi là bọc bọc bọn mà nẹ nâng tế cứ lụi bọc kê xên tiệt chân khơi thà quạt lụi bọc kê lòng buôn phèm lọc bọc tờ để kê bật đăng chẳng cứ kê ban khơi nơi khổng tẹo bọc quạt chẳng tớ cứ quạt có thật ban kê cắt tôi quạt nơi khổng bôn tình kia là rồi dạp bê pram chân nằm nơi bê nâng chẳng nơi chân nằm bọc quạt vừa nơi đọc bây đọc bọc mùa nơi đọc bây cứ quạt nơi khổng bôn tình kia hai nơi khổng chẳng lọc đã quạt nơi khổng bôn tình kia nâng cứ xong kìm lộ lưu tìm mũi tớ tài chập đài, nâng ấy cứ ban cả lạng hay nâng bật chập chẳng á hay để xa à là mong cứ tranh xong kìm tiệt chẳng bật tay à là mong nơi bê nâng cứ hiện đòn đạp khăng khăng mình tên chân ca hồ nơi bọc chìa chôn có hiện tạo giá nên ha hồ pin một ngày tới một ngày nâng ngày bà khăng chân xem hòm mến có trên pi bốn tuần kia tới cứ có ban sáng kết khơi thay ca hồ nơi bọc bọc chìa chôn cứ nhẹ nhảy bà bà hay nẹm nẹm đôi vậy tới bà bà khăng mình tên chân quạt có phơ ca lùi từ đài cứ quạt lùi vô từ lụa ao ni ao nuôi chân từ thì sao quạt vô khơi thay ca hồ xì nó cứ via chui đó qua được có via qua đây chưa ca nghe mùi nó không chỉ vật bọc quạt để quạt che tập ăn năng anh cứ quạt che tập lùi kế hay vô từ lụa làm bay hồ xì trong khuôn anh tập ăn năng hai nó bên năng là quạt miên tập nẹt tập nón chỉ mùi năng nẹt lùi sen đài đôi cái hai thằng đôi đai cu hồ xì mùi kia chân tay năng ngày khó chịu bạp cứ quạt lùi chăng hay quạt băng bẹt khnề đai hay ôtê ho bà miên nẹp xê mà xua hồ là bỏ bị quạt quạt ẩn miên quạt tập xua nẹp xê ao ấy quạt chiều hồ áo ấy vận tay là bỏ đại quạt lụa nâng cứ sơ tay chơi là bỏ lùi kề hay nẹp đại quạt tính có vô khơn chuồn cá dương có mình sơ khoan mà nay là sai dương ẩn miên lùi ca chân hoàn nâng cứ ẩn miên lùi nà nà thầy chăng bà sân chì quạt lụa là bỏ môi đài miên tầm lại thú cứ kê nâng tên như kìm sơ khoan thả bỏ bàn bì nà rồi gọt bỏ bì nà ấy ấy chăng tế nâng ngay chăng ca hồ sĩ bà hà mên nơ bê nâng cứ miên lạc nạ bài nâng đây lấy cứ tu nơ tì bà hà mên cứ quạt mình thầm tay lùi tê cứ quạt bàn kê hai thà chìa police informant cứ quạt
cho chất thua cá rùm đáy khi nè mùi nâng bà lê chẳng hạn chẳng bà sân chìa miên hướng hai được có bọt lầm mơ cả lai nâng nông đầm bọn chẳng cứ hà men quạt đấng cứ quạt nâng thua cá tip off quạt tập phép bà lê ấy chẳng tờ chẳng bà lê có miên cá băng bẹt thơ lơ hà men đầm bây dô đấng đấng lư bì à sạc cam phép khó chạy bạp nâng nông đầm bọn nâng đai chẳng tờ chẳng hà men cứ quạt à xa phép tờ căn bà lê chẳng hạn hà men cứ quạt thua bạp nâng đầm bây bà vài đàn đo bà lê đài chẳng cả nà quạt miền quân bây giờ miền bây giờ xem poli có hiện bất phân bất chấm từ lơ càng nghe là bao hàm nên đại quạt asa lùi là bao bao kê chẳng tới chẳng vía cái hai thay vía paul chân đánh nâng ấy 50-50 hát sập từ đó cả hồ sĩ bao hàm nên đấy hai mình thầm tại phần năng cứ hàm nên quạt trên một mong tha quạt cứ sẽ lành phép được kia chẳng hạn hay chẳng hỏi bằng quạt phở chìa police informant chẳng quạt gọp chi yếm nơi khang police ở tròn này cứ đời xa tại quạt tuần tí quạt cứ sân tại đôi police chẳng cứ quạt cho là bạt nơi cái lấy nâng chẳng bật tay quạt mẹn police đấy tay quạt cho là bạt ai police chẳng hạn chẳng nơi cái lấy Stanley Hanover Stanley rụt phương nơi Hanover nâng cứ quạt ở xa tập bật chăm nơi cái lấy nâng hồ si lùi là bó kê lùi ấy nâng hỏi có quạt xâm đáy báo phé ta quạt nâng có chia police đài tới chập kê chập ai ấy chẳng tờ nẹ đại quạt hột ai cái xa hột ấy ớt khúc ấy chẳng quạt chập vô tạo police chập ấy chẳng hạn chẳng police có mình cả phân bẹt từ lửa hà men tròn này hay mình thầm đại bản năng cứ hà men quạt chuyện ở cả năng quạt phở chmua tha quạt chia bởi khai khai năng tới thuộc cả biệt biên từ lơ chân rong cua tròn đài chân nơi chân lót nam mà quan bầm buồn nói đọc bầm bầy đo mà quan buồn nói phải buồn cứ chia chân nam đài hà men quạt chập đam chân phơ sạc cam phep hay năng sầm lạp từ lơ chân rong cua bọc quạt lực năng hưởng cái đây ní cứ kê hồ khơi sạ sập chấm nuôn mà phải làm pì bàn tay cứ kê bàn đo tiết tổ đo quạt bàn thầm tay mà phải buồn cả là nảy té lại cứ dân ở tận đằng sau bà phong thay quạt sầm lấp bầm án rồi xa bà kê thua cả xua từ lời quạt tới quạt pan thay bà hai chị hai sập mà rồi nè ấy chẳng ấy nè quạt ở tận sau bà quạt ở tận trăm phong chẳng sạ sập đại hồ khơi cứ miên làm thành bờ châu tầm ngon đà sạ sập đại hồ ở khơi tiệt quạt lẹ được có quạt ở dây quạt ở phép được có hồ ở khơi nhưng tiệt ta ở bầm án sạ sập tiệt chẳng là lời cứ nhom đằng dây pi chôn rong cua là bà quạt sấn hai tiệt tiệt cứ nhom đằng dây pi sạ cam phép này quạt từ lơ chôn rong cua chẳng tới chôn rong cua tí môi tạm đo là hà men cứ miền ở dụng đập làm pi chân nào là miền chúa tha Frieda Ruth hay nó bên nó cứ gọi bạn bạch luôn chờ khai cả nhà chân nào mà quan buồn nói đậm bầy hay dùng ta tam mật phe là bảo Frieda cứ gọi bạn vậy tha gọi bạn khơi Frieda nơi chỉ mùi nâng hà men nâng ngay để gọi bạch luôn nâng chân đi cứ chỉ xạ xây để gọi bạn khơi hay khua xa là bảo Frieda cứ gọi bạn thưa cái kịp sang cắt từ lơ bali đậm bầy ao chui từ chạy mơ được gọi xuôi nón chụp từ lơ hà men chân từ hai bali gọi thôn như chân anh có gọi chạy ta từ chạy từ là bảo hà men chân từ hay nó bây đài lý cho tới không thể hà men nó bên nắng có ban khơi hà men nắng cầm bông tay với cả biệt biên tới lời không mình phò ở dụ bay đập cho nam xe ngồi tiệt đài chẳng hạn half naked á ở ở bè à cứ bông tay nơi chỉ mùi nắng kia chẳng tới chẳng đối dương đắng quạt ở dụ một pay pam pay bằng mùi vậy hay từ thưa ấy chỉ mùi nắng không mình bay đập cho nam tôi mình thưa ấy cái đó hay ấy ban là buồn không mình ai mà nơi không thể bọc luôn là mình ở dụ bay đập cho nam ấy chẳng chẳng vì khó khó khăn vì chỉ bật là mờ cứ gọi biệt biên tới lời này tự chôn chẳng á mình thầm anh này tự chôn tiệt cứ không mình cứ cổ ma tề dụ bày đọc chẳng chẳng phải lý khó khởi có thua ca bắt đăng tờ lờ hà mến tha bị bọt để gọi bạn biệt biên tờ lờ cổ ma nắng hay có thật bàn cho bọn tờ này kia ở dạ bên bốn khai để lại cứ gọi bạn xuân nôm ấy chờn tờ lờ chân rong cổ tì mùi bọc gọt chìa free doll nâng tề cứ đôi ọt miên phải lý khó đôi chìa phát lịch tờ lờ hướng nắng bắt đầu chẳng hạn nè để lại cứ xa mẹ hà mến cứ gọi bạn xa phiệp tha nợ bê nâng cứ nợ bê đại bà lìm cho mà không tè bà quạt nâng cứ gọi bạn xâm lạp tờ lờ Frieda hào giấy hay xa sập gọi bạn bài khỏi đài đài quạt bạn tục bà rồi bò Frieda nâng hôm chì mùi nâng cắt sát hay do tờ tục nợ khang khỏi cho khen bà quạt nợ bê nâng chẳng bà xin chìa bà lì cài trong mình tè bà quạt cứ ai nâng khờn tại của sao cứ bật điện ban phơi tê năm lòng chín năm lòng đấy có Hammond ban chụp cho mùi nâng hand grand đại cái ban score qua tha qua trên nẹp xong cầm nhật cho mùi nâng Hammond làm bài thuật ca sầm lạp tê lơ chôn rong cua tặng ao nâng cứ quạt miên tầm nẹp tầm nồi cho mùi khnien là bài nắng
hay nó bên đó cứ Hans quạt miền này dụ tại đập bầm bảy năm thì hay quạt ban hội tranh pi tại bắc quạt nơi Berlin là xa tại quạt chulu khnề chỉ mùi nương mà đại bụng bắc quạt chẳng quạt co hội kịch pi tại hay có quạt ban mau mà đông stani rốt phơi này Hanover nằng cứ quạt ban hồ nơi nơi khnồng nắng ở hiệp pe và hai mà tất chẳng tờ tại quạt ban lụ là bỏ bắc quạt lụ ao chả chả lụ ấy chẳng làm bay từ tua ban lôi tịch tuốt do từ nhằm là bỏ đi nô làm bay survive làm bay hồ hay nó bay nó có quạt ban từ như vậy chỉ mùi nâng Harman Patel luôn quạt tại mà đón quạt đơn thà Harman cứ quạt sành pe đôi khnía hay quạt có từ như vậy chỉ mùi nâng Harman từ không cô bấm nón cứ quạt chẳng thưa cả Patel sẽ vả cắm đal Harman là bây giờ lôi giờ màu hồ hoa ngày chân tờ chân tụm lại tụm nó bao quát có chập đam miền là bây nắng hay có chập đam mẹ chất hồ nâu cho mùi nắng kia nắng đài nắng ngày ban mẹ chất họp an cho mùi nắng kia hay hồ nâu cho mùi kia chân á đời lại cứ tụm lại tụm nó bao quát mình sọc bầm pro ngay tế quạt chluk kia là hồn hay đời xa tại Harman cứ quạt không chất bao quát cứ quạt sảnh từ lơ Hans man tụm mình tụm lại tụm nó sảnh chỉ đại cứ quạt họp an phép đôi chị bóng ôn, phép đôi chị khua xa bác quạt chẳng nâng ngay đưa xa mà chỉ vật bác quạt cứ quạt ẩn miên nẹ đại quạt nâu chứ mùi nâng quạt thì cứ quạt nâu mà nẹ ai là hồ chẳng á chẳng miên hèn mũi cứ phép đôi chị mà nâng mà nẹ đại quạt hồ nâu chứ mùi nâng chẳng cứ quạt cổ xa lành hay xa mẹ hèn vẫn cứ quạt hiền bằng người gần tao chứ mùi nâng Harman tròn đại chẳng tùm nẹ nông bác quạt cứ xa chú khní, bái khní hai cơ thở khní vinh chú khní, bái khní thở khní vinh chẳng là hồ cứ quạt đại thở khní tê xong bây tại bây đại kê chập của quạt ban của quạt nơi tại chú khní đại nâng ấy cứ quạt chú khní hồ chân đại chân nam mà bọn buồn nói phay mùi có bộ quạt ban xa mẹ chất hồ nơi chú mùi nâng khní quạt chú tè mùi hay hồ nơi chú mùi nâng khní tờ hay nâng khăn tè nắng cứ kê đăng thạc quạt ban Harman cứ ban thua ca xâm lập tờ lơ bần đồ chùm nôn bay nẹ nâng khăn tè mùi nâng đại lại cứ nơi chờ lọc chân nam mà bọn buồn nói đậm bầy hay bọn buồn nói phay mùi nâng cứ Harman ở xa thua ca xâm lập tờ lơ kê tì cứ ẩn miến cứ quạt xâm lập ban ta mà nẹ tì nhì tớ là hồ đó chân nam bọn buồn nói phay mùi tớ quạt chập đàm thua ra cam phiệp nón tiệt chân á chân dương ẩn đăng lùm ở tha mùi hai đây bằng quạt chộp tì nơi chờ lọc chân nam nâng chân rong rô tì pí cứ quạt chập đàm thua ca xâm lập nơi chân nam mà bọn buồn nói mà phay bầy chân rong rô tì pí nâng cứ miên ở dụ tớ tại đập rằm pí chân nam tì Hans có quạt đà cho tớ khăn apartment tớ có vạ ở chứ mùi nâng Harman cũng phong tài chẳng hà khơi mà nữ mà nẹ slap nơi cả đá tè chẳng á hay Harman quạt bồng côi thua đi thua nụ ấy chẳng chẳng Hans có quạt bàn khơi có quạt bàn xua tớ can Harman tha à lời mong màn ai quạt slap mà vinh chẳng bên đây tha quạt đa chân tự khéo hay quạt ai Harman thua ấy thua tớ bật chọc càng nghiệp bọc quạt hay dương chặt tục tha dương ọt khơi sạc cảm phiệp nâng tê nâng ngay vì ở bàn cả làng tê hai nâng nông nâng cứ gọi bàn xâm lập mà nửa pi nẹ thay em tê cứ mùi là mê nà dụ đập bầm mùi chân nám hay mùi tê cứ mê nà dụ đập bầm bồn chân nám đài sơ tay nẹ đài gọi hột chênh bì tê hay mùi tê cứ gọi bàn bắt luôn tầm đòn nâng ngay chân sơ tay chênh nẹ đài gọi thở bàn Harman là buông hay Harman gọi bàn thua ca xâm lập tà lơ bộ gọi chúng đã bay được quạt sầm lấp ban chôn rong cua bay nhẹ thay tiết có pi nhẹ quạt ban sẹm chật bắt đầu ti lầm nở bọc quạt đây ti lầm nở bọc quạt nâng cứ thật nở khang phái Arctic cái hào tha khang phái tập bồ nâng vì miền phái tập bồ nâng quạt ban chuôi tè bọc kê nở lần tập bồ nâng cả pi chân nam qua mùa nồi mà phải bay cứ tè tham bay bọc phụ quạt quạt tại phụ quạt ban tại đó tè nâng dạ bay tại pi tập tê cứ nhẹ chật khang bọc quạt nâng ban bật côn phỏng bọc quạt mùi bật phim nằm tại nó cứ bật cứ Harman bàn thua ca sầm lấp từ lưu quạt này chân đập bay đại chiên tại đó chân nam mà bom buồn nói mà phải buồn từ tại châu bám buồn khai thì cứ Harman bàn thua ca sầm lấp là hội đoàn từ bom mùi nhẹ thay tiệt bay nằng cứ Harman quạt chập đam chầm nề anh khang mình tên mà quạt sầm lấp cái ban nhật chăng á cứ đây xa tại đội nhôm gì chăng cứ quạt ban sầm đài thà quạt cứ chia bờ lì chăng quạt tay tại stè hồ chôn rong crua nà mùi hái cứ quạt thua ca stè đầm bay thua xu nôm vô từ tè vô ấy bọc quạt chăng tới hay quạt quạt chập đam thua ca sầm lấp từ lưu bụ quạt nơi thòn nắng cứ khột chôn đây đo đằng ao mình tha Harman đại chỉ khi ta co đôi co sầm bay tại trao thì có bụ quạt miên mộc nhà bọc quạt này trong những chăng á quạt tại quạt mơ than phê quạt miên chăng tham miên lẽ cả nè sầm quạt đầm bay ấy quạt đăng tha o mà nè nhi cứ số lụa chương mà nè nuôi ấy chẳng chẳng đội Harman có quạt miên câu bầm nòng miên mộc nhà bọc quạt này cứ quạt
nơi nắng quạt chập đam chùm nín bọc quạt mong cứ quạt đăng thà o nẹt đại quạt không em phò hay quạt hột chanh pì tê miền lệ cả nạ mây mơ tới cứ quạt đăng thà mà nẹt nắng mau pì đầm bòn sen mà nẹt nắng quạt hột chanh pì tê quạt nơi nắng tạo dạ mà ngày pì ngay ở miền nam mà bằng pẹ su nôm ấy quạt trắng cứ quạt do một sân nhà nắng cứ quạt chặt tóc tham nè nắng cứ quạt nắng từ xua non là bây giờ thôi chỉ chôn rong rồi bao quạt nắng tạm đòn hơi từ xa tay cái hai ti tăng ca nghe ti tăng quạt bao quạt nắng cứ nơi stani rút phơi Hanover nắng tạm đòn chẳng quạt ai đặt khơi mình phọc mình ấy để đa tài tao lại chẳng cứ quạt tay tay giọt bộ quạt máu là bây giờ cả biển biển phơi hết hơi sầm lấp từ lừa bộ quạt chẳng hai bàn hai men cứ quạt thôi sự cam phê bàn lươn khăng quạt tay dạ pê ta buôn phèm khái cứ quạt sầm lấp ở mùi bơ nè hào vậy là người chẳng mặc khai dạng hỏi na co mình nẹt từ pin nẹt đây chẳng hai men cứ quạt bắt to thôi cả sầm lấp từ lừa chôn rong cua là hồ tại mặt đó bên mặt pê cứ hai men bàn hai chôn rong cua màu tè bọc quạt chẳng nghe hai hands có bàn thôi cả kịp sẵn cọt từ càng hà mình ai hà mình nâng thua ca xâm lập từ lưu chôn rong cổ bọc quạt nâng tử từ xa tay quạt chẳng bàn áo khăn khéo bọc quạt áo sụt khăn khéo nâng vì mơ thơ thay ai lụa bàn lôi thay chẳng quạt có cái hai là đạc công nghiệp phép ai hà mình nâng xâm lập quạt tử nằm bây quạt vô áo nâng vô tình lụa ấy chẳng nghe nâng cứ ca xa phép bọc quạt pi nẹ để quạt chú lúc nìa quạt giấy nìa chẳng nghe nâng chẳng dương ở đăng thà ca bất viên mạch tê có thè bật tạc ca nâng cứ bà hai chị ai nâng cao làng bàn cao làng chẳng hòa mên có quạt bàn bật to xâm lập là hôn đó chôn rong rô chông cơ rồi bọc quạt cứ mình chmô thà Eric De Vries đầy miên là dụng đọc rằm pi chnàm nâu ngay tỷ đọc buôn khai mi thọ nà chnàm qua một nơi mà phải buôn Eric cứ phép đôi tay chôn rong rô xem xây chẳng cứ hòa mên bàn thơ ca xâm lập hơi có thơ ca bạch xạ xạ bọc bụng quát con chìa bần này hơi có chập đam vô tự bọc cháo hơi xe mẹo hòa mên cứ quạt ban dây tha xạ sập trong khỏi nâng cứ quạt chấm để xa tay quạt do bữa nay xạ sập bao cháo chọn đòn nâng mình tên biết tha do từ bay buồn đòn từ ngón tay hay xạ sập hiện chọn cứ ham men ban phơi cam bảy xạ sập hay cứ do từ bao cháo nâng nông tê lê nâng cứ viên nơ Hanover để mình chúng ta lên nâng cứ quạt do xạ sập do từ bao cháo nâng nông tê lê nâng tạm đòn chân nâng lòng pe để quạt sầm lấp chân rong rô trong cào nâng cứ kê chập đam hò khơi bạn này xạ sập pi môi tơ môi vậy nên không thể lấy lin nâng từ xa tại vì đôi chập đam đại la được có việc chập đam đại từ hàng mọt tơ lấy mọt ấy chẳng hạn nên là bên nâng hói từ cái chập đam chập rầm bảy cá nơi thoáng nâng nâng lòng khai u sấp hiu cho năm qua một người mà phải buồn cứ miên không có tơ lấy nơi ta mọt tơ lấy lin nâng hay nó bên là quạt lên tơ có ban bắt tay khơi lìa có ba bỏ mình được mình nẹt ban đại máu chẳng phải có ban do các bạn nâng do từ phơ có sao bị cháy hay cái các bạn pan sman thà ni cứ chỉ các bạn là bỏ không nên pot để miền này dụng bài chỉ đọc bằng pearl đang bằng page ném hay các bạn bao quát có thử bạn bài này hay đập bay nâng cứ cái chơi tài vô khơi thà o sạ sạ môi trong bài chỉ miền này để qua từ qua pano lụi pano cái hai thằng grave robber cái chân đòn nó bay chia sáu bố rồi sao tại kê từ quạt pano quạt ấy chẳng là bay vô khường là làng ca để kê ban cọp cho mùi nó xạ sọc ấy chẳng là hay kê smart thế bộ quạt đại chia nè lụi quạt pano nó vô xạ sọc vô màu bọt chảo nó không tơi ấy chẳng từ rồi có ai chia sunny side để quạt nơi hàng pan này hiền pet hiền ấy chẳng là kê cất thè quạt vô khả đào vá đây khả đào vá nó cứ xạ sọc mà được maintain để kê vô từ hiền nơi vị say số ca bị ba chắc nghe do mà bỏ trao nên nặng ấy chẳng đài chẳng đi khỏi tài chia ca pan sman và bộ quát đợt lại cứ khỏi tài pia tất khối cứ cái ban khơi lìa các ba mùi tiết nơi tam và đào mọi tờ lệ nặng đái hơi mà dạng tích tia thì cứ cái ban hồ khơi lìa các ba pi thay tiệt chẳng mà plate cứ cái khơi buồn chẳng kế có chập đam cật lên cật xè xè tờ lơ hưởng nặng tia đấy để kế chập đam vô khơi tha ai nắng miên hưởng khô khơi chiên nặng đại ai cả láng cứ kế pay mỏng chập đam cật tha nơi không cái này để phụ quạt hồ nơi nó cứ miên khiết co để sản lập chế sợi cầm bông đại hồ nơi cho mình phụ quạt cho phụ quạt chập đam pay khang mình tên nó về nắng sau mày nó cứ đôi miền là làm tham miền bắp mặt bắp mắng bông ta nơi hồ nơi chỉ mùi nương dơ nhưng cứ cây chập đam phơi khăn mình tan chip xe cứ nẹt để gọi miền không em phò nơi không tè chẳng hạn cứ phơi khăn hay gọi bàn đại nghĩa ao chân đại đo đại kệ toàn chập ba nế nó bên nó gọi ta kệ đại nghĩa chẳng hạn thà ai nương chia mình được cho được gọi chia bày xài chị ấy chẳng chia bày xài chủ chia mà ấy chẳng tới kệ gọi ta đại nghĩa làm bày
refer tới nẹ đại quạt thơ hướng ọc nâng. Chân nẹ đại quạt hướng nâng đến đồng bọn nâng có quạt bàn thơ ca sẵn mạng chật là biểu quạt kèn khăn nha nâng nông phùm nâng đồng bây thơ ca xoay hồ bà nảy chả ân rồi có bà nảy sẵn sọc xem xem tiết tay mà đòn chân mà ngay mà dạ nóng cứ kê chạp đà bà mố đà tam bà đào tà lê lì nâng hay nâng đà nâng nông phùm nâng đà nâng bây khử do bà nảy sẵn sọc xem xem nè kê hồ khơn chân tử bà nảy nè kê hồ khơn nâ ta mọt tà lê nâng cứ kê hồ khơn là pram rôi bà nảy sẵn sọc chân bò mà nữ hay kê có do phèo mồi bà nảy nâng do từ ai bạn đồng bây thơ ca vì nhìn chay chân tớ cứ gọi bàn vô khơn tha sạc sập tầng ơn nâng ai nâng chia bàn này cho ấn rộp bom mà nữ mà phây bì nét đầy miên này dụ cho lọc bì đập hèm cho nam tớ mà phây cho nam hơi sạc sập phía chân bàn này cho ấn nâng ơn nâng cứ mơ tớ ai nâng miên sản nám cắt miên này tha kê vô khờ bật vô mà chỉ ở rù có cắt cho ấn tầng ơn nâng hơi cho ấn khá cứ hiền chá kê bỏ cho hiền dù ấy hay cho ấn khá tiết cứ thamay nâng đầy hơi sọ bê cho ca swing rock chôn đại đòn đại chôn sáng say đại ai bẹp bòn cho mùi nắng hưởng cái nắng ai nó bay nắng có miên chôn sáng say cho ra này nương ai có tha smear Fritz Harman có chỉ chôn sáng say mùi nước nong cả này nắng đại thì mùi cứ để xa tay quát cứ chỉ bọc côn mà nè đại thọ miên bọc vọt cho phân tử này kia để xa đại biệt biên không anh bảo nương ai cứ quạt miên bọc vọt bật màn criminal records bọc quát hay mùi vinh tiệt cứ quạt sảnh phải được khen đại Harman có đôi chỉ chôn sáng say xem xem đại có bà lý có thua ca sáng say hay có chập đam đạm mà được pin nè ai thua ca sợ kê kê hai thật đôi nâng ấy đôi nhẹ sợ kê chẳng đạm pin nè đam bay ai tạm đàn tờ lừa Harman ca hùa nợ bao quạt sập ngày chẳng ai dạ bê buồn ngay cứ Harman quạt nợ Stanley rụt phleung nợ Hanover nâng cứ quạt nợ tập petro nâng nâng hay nhẹ sợ kê có quạt tạm đàn Harman nợ nặng đại chẳng buồn ngay khỏi máu cứ kê ban khơi, bị nẹt quạt ban khơi, thà ham mình nâng còn bông tay chốt khnề cho mùi nâng không phong mình nẹt, không phong nâng cứ mình xuống thà call hay quạt tơ tay dụ đập hèm cho nam tì hay quạt bông chốt khnề, hay ham mình này dụ sam chi ngay, hay ham mình có quạt chốt cho mùi không ắt nè được coi như nè quạt đăng đài cứ quạt chốt hói có quạt khăn khăn có quạt tơ đăng bali thà ao bali nâng vai khnờ tơ lơ call tơ để sa call cứ quạt thôi đầm ná đài ở miền ai cả xa thầm thở ấy chẳng tơ quạt che tan dây chẳng nè, chẳng xem call cứ quạt có ban dây thà quạt nâu chúng mình đang ham men, bao ngày hay nơi tiệc chúng mình đang khnề, chẳng nghe quạt ban hốt kịch bị tiệc men, bên tai quạt nơi chúng mình đang ham men, bao ngày đang hái hay nơi bây giờ quạt nơi chúng mình đang ham men nưng, cứ call quạt bật đăng nơi một bài lý nưng vinh mong tha ham men nưng ban thưa cam lộp từ lời quạt chọn đò ngấy hay bên nơi bây đam lộp nưng miên chuồn cá cứ vô cờ bật vô mập chung co quạt tiệt, chẳng bài lý có quạt ai chèn trao ban đài nơi bây đài miên không phải đài ban thưa ca bật đăng bị Harman đã gọi bạn biệt biên phật phê tờ lờ kê chẳng nghe nè chẳng bà lì gọi bạn khuất luôn hay anh đang có chìa áo cà mùi đà lọ này bì phù đà bà lì công phong là sang sai tờ lờ Harman bị bắt khi tạc cam tờ lờ hướng xạ sập đại hồ khơi nâng phong chẳng vì chìa áo cà mùi đà lọ nằm bây vô Harman châu bông tình kia nằm bây thôi ca xạ xua tờ lờ hướng khi tạc cam ổn năng để xa tại Harman cứ thở bàn kê bà đăng kê vay khăn học quạt vô quạt tờ thơ xua xùm nùa chẳng cứ bà lì quạt miên sật bình lệnh nằm bầy phơi ca tùm lục châu tè bao quạt tiệt chăng quạt co bật lì co ban châu tới không apartment bao quạt để quạt hùa nâu nắng hay nó bây để kê châu từ cứ kê ban sang kê khơi thè chèn tè bao quạt nắng cứ bình sa tài nam chìm bả lạ lòng bình chèn mong chăng nó bây kê xua hà mình tới cứ quạt tay tài sloi vậy thè chìm ao nắng cứ để sa tài ca nghe hồ si bao quạt chùm nuôi bao quạt tay để quạt phơi ca lụa sạch chăng á nè vì chỉ mà phần này mua xe tiền kéo bị quạt lụi là bỏ kê vô từ lụa ao nhập xe chẳng cứ quạt hò xí từ lơ hưởng sạch năng đài chuồn cà cứ quạt nhẹ chuồn đồ sạch chủ sạch cô sạch ấy năng đài chẳng có quạt ban từ lẹ từ dây nắng chẳng bởi lý quạt ban thua ca xạ xua từ lơ nhẹ chật khang đài hồ nơ nơi chung vinh hà mẹn năng cứ kê ban dây thay kê xong kết khơi đài thay hà mẹn năng cứ ở xa vô không anh bỏ vô màu tè bọc luôn à năng ngay hay có ở xa khơi hà mẹn năng vua của bộ biết cái bộ sạc á chỉ thon chỉ ba khơi tầng ba vô trên đây nó pe là xia rồi còn nó pe dục chân chân quạ đằng thà trong ba nó cứ chỉ ai thì là ngay we all know it's humans hay nó pe đây chạy nó không tè nó cứ cái họ khơi thà miên lập bò chỉ tròn đây chỉ lập bò chân rong cua ha cứ mình mẹ lập bò bò qua thì cứ cái khơi a tập bát tập bia khơi bảy chân khơi cái bộ
wallet របៀប កាបូប ឃើញ ខោអាវ ឃើញ កាត ឃើញ អី ចឹង ទៅ ឃើញ ឃើញ ច្រើន ខ្លាំង មែនតើ ចឹង ប៉ូលីស ក៏ គាត់ បាន ប្រមូល របស់ អស់ ហ្នឹង ហើយ យក ទៅ ដាក់ គេ ហៅ ថា តាំង ពិព័រ ក៏ បាន ដែរ គឺ គេ ដាក់ នៅ លើ តុក មួយ ឬ ក៏ នៅ លើ កន្លែង បន្ទប់ ណា មួយ ទៅ ដើម្បី ឲ្យ ជន ក្រុមគ្រួសារ របស់ ជន រង គ្រោះ ដែល មាន បាត់ ខ្លួន ពី ករណី ដែល ឃាតកម្ម ទាំង អស់ ហ្នឹង ហើយ អ្នក ដែល គាត់ មាន សមាជិក គ្រួសារ ដែល បាន បាត់ ខ្លួន ហ្នឹង គឺ អាច មក មើល របស់ អស់ ហ្នឹង បាន ហើយ ធ្វើ ការ សម្គាល់ ថា នេះ គឺ ជា របស់ របស់ សមាជិក គ្រួសារ របស់ គាត់ មែន ហ្នឹង ហើយ របៀប ឲ្យ មក មើល ចឹង ណា ហើយ មក ពេល ដែល ប៉ូលីស បាន យក របស់ អស់ ហ្នឹង ដាក់ ដើម្បី ឲ្យ មហាជន មក ធ្វើ ការ សម្គាល់ សម្ភារៈ អស់ ហ្នឹង ណា គឺ មាន ក្រុម គ្រួសារ របស់ ជន រង គ្រោះ ជា ច្រើន គឺ គាត់ បាន មក មើល ហើយ គឺ គាត់ បាន និយាយ ថា នេះ គឺ របស់ ប្អូន ប្រុស របស់ គាត់ នេះ គឺ របស់ កូន ប្រុស របស់ គាត់ នេះ គឺ ជា របស់ បង ប្រុស ប្អូន ប្រុស អី អី ចឹង ណា មក ពេល ដែល គេ បាន ឃុំ ទៅ លើ Harman ប្រហែល ថ្ងៃ ហ្នឹង មក ដើម្បី ធ្វើ ការ សាកសួរ ទៅ លើ រឿង អស់ ហ្នឹង ហើយ ចង់ ថា ផុស តាង វា មក រហូត អស់ ពី ឈាម នៅ ជាប់ អញ្ចឹង គឺ គេ បាន ឃើញ របស់ របរ ដែល មិន របស់ គាត់ ណា ហើយ គាត់ យក ទៅ គេ ដាក់ ឲ្យ សួរ អញ្ចឹង គេ មិន ឆ្ងល់ ថា ហេតុ អី បាន អ្នក ដែល បាន បាត់ ខ្លួន ហេតុ អី បាន របស់ អ្នក បាត់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ គាត់ គេ មិន ឆ្ងល់ អញ្ចឹង អញ្ចឹង គេ ក៏ ធ្វើ ការ សាកសួរ ប៉ូលីស បាន សួរ គាត់ ខឹង ចឹង ថា សួរ ធ្ងន់ ធ្ងន់ ដែរ ចឹង ណា ហើយ ហាមែន គឺ នៅ តែ បន្ត ការ ពារ ខ្លួន គាត់ ចឹង គាត់ ថា របស់ អស់ ហ្នឹង គឺ គាត់ តែ ជា ca nghĩa quá quạt nè chuông đô là bỏ on nằng là bỏ đại kê bỏ trao là bỏ đại kê ở thử ca đại kê lui kê ấy chăng cứ quạt nè chuông đô là nằng chăng vì thọ mà đá ấy đại miên là bỏ on nằng nên không teo bỏ quạt đại miên là bỏ quạt đó cứ quạt hồ si à nằng cứ mùi vinh tiết cứ là bỏ khá tiết cứ nè đại quạt miên tầm nè tầm nón phơi phê chim mùi đại quạt ban đệ chim mùi đằng kê ban ấy chăng kê phơi nó nằng rồi có kê bỏ trao nó nằng quạt mạch đằng quạt ban trao chăng chăng phò tang lực trong khỏi tầm đòn đại hàm men quạt chấp thong năng mong cứ nơi bây đại kê hồ khơi xạ sắp rộp bò chân rong cua mũi để mình chung thay Robert Whitsall để mình ở dụ đập bầm bầy chân nơi bây nâng cứ kê ban khơi các ba rộp bò quạt nơi khăn xuân chấp bá đại trẻ mong cứ Harman cứ quạt ban vô tờ cọp nơi khăn xuân chấp bá mật phẹt rộp bò Robert nâng cứ kê ban dạy thay kê ban bật tè khơi Robert nơi chú mùi nâng Harman nơi ngay để bàn bật khuôn nâng cứ khơi chấp bá khăn mệnh tên hai mùi vinh tiết cứ phó tăng này kê ban khơi cứ mật chá tè chuôn robot Harman nưng, y đại chuôn tê ao Harman nưng nưng, cứ cầm bông đại pe ao khăn khéo bò Robert nưng mỏng, cứ Harman có ban đũa ao nưng ao quạt, hay quạt có tình hao vô mà pe chẳng á, hay mà chọc hồ sá ghế cứ kê ban khơi, tha quạt bọn pe ao bọc côn bọc quạt chẳng, pe nưng cứ phò tang nơi khục tư tạm đòn, tha Harman cứ bật chìa ban phơ ca sầm lạp tới lơ Robert men chẳng bật lì cứ quạt đặt cùng nếp tới lơ Harman khang mình tén, đợt pe đại xua sầm nùa chẳng tha sẽ đặt khang khang đặt cùng nếp vậy. Đây bà tố ai Harman khăn mình tên chân bê nâng có Harman quạt chọc thầm nâng tầm đó cứ quạt đặt quạt tục lên hồi chơi có quạt chọc đam giống hay có ban xa phép tờ lơ ca sầm lạc ở nâng chân ní cứ chỉ ca xa rập phép rồi bỏ Harman cứ quạt ban xa rập phép thay quạt ban sầm lạc tờ lơ chôn rung cổ ở nâng mèn này quạt ban sầm lạc mần nữ chứ chón hay quạt ban vô xa sắp vô tập bỏ chào nâng nông tờ lê li nâng này quạt ban thua cam bạch xa sắp hay mô là hai đại quạt sầm lạc nâng cứ ở chỉ ấy thông đông tế cứ quạt khỏi tay nâng bê đại quạt thua ca rùm lộp tờ lơ chôn rung cổ cứ quạt miên à impulse kể hai tha bầm nòng mũi cứ quạt trăng khăm tơ lơ co bọc kề co nâng cứ cái lái mình được phò cứ quạt miên kể hai tha Adam's apple vi miên bọc mũi này lôi trên màu đại mình được say ăn miên tê cứ Harman quạt trăng để khăm tơ thoáng nâng mong chăng nãy bây để quạt rụm lốp nâng cứ quạt co phơ ca khăm tới nâng bông con bông cho bà chôn rong cua nâng khăm hết khăm bẩn đạch nâng mong chôn rong cua chỉ chọn phía chọn cứ quạt ban slap để sao tại Harman ban phơ ca khăm nơi thòng nâng anh khăm ní cứ khăm là hộ đo kê slap cứ mình khăm tịch tua vậy cứ quạt khăm khăng mình tên mong khăm bẩn đạch tại mà đòn nơi thòng nâng á hơi dùng từ tam ca sa được phía bà Harman cứ quạt ban vậy tha quạt ắt bên chân tới nâng ca mầm bảy xạ sập ấy ấy nâng tê cứ quạt sập khang mình tên vì bơm vì cái khẩy ấy chẳng á mình tay phơm mệt mà quạt sầm lạp kê ấy chẳng ca na quạt sầm lạp kê hói cứ quạt thở tay lục mầm bạch xạ sập nâng ngày vô xạ sập nâng vô tập bò chào thoảng nà mùi chẳng quạt thở tay thôi ca bật đại tu quạt mình bình chất cả đời hay nà mùi à rằm để quạt mình bình chất không ca mầm bảy xạ sập kê nâng cứ vì nơi tịch tuổi chiêng à bom nò để quạt chẳng khăm
cứ chẳng có khăm bông có bọc kê nâng tế à hướng đại quạt thờ bằng lùm bạc xạ sắp kê nâng cứ hướng bật tọa bật xa mê xâm khán cứ quạt chẳng khăm bông có bọc kê chẳng á nè chẳng nhóm có đăng tha thoảng nâng vì chế bánh hà bọc quạt bật xa được có bánh hà ấy đấy. Obviously it is có tha nhóm bọn đăng tha mùi là hạt ấy chẳng á nè đại quạt miên bầm nón nâng cạ láng miên ả rõ mùi nâng cạ láng hơi sân tha nó bê đại quạt thua cam bạch xã sắp lực thờ bồn đại quạt xâm lập kê nâng á cú quạt đệ trừ lòng bầm bầy ngày cứ bơm khăn mình tàn mình tay dù dù tớ là hộ đò buôn khai con xã sắp đập nẹ ấy cứ thò mà đá là ngày vì bị đệ trừ bầy ngày đò hưởng thò mà đá với vì yeah it's a mental illness lâu cứ nhóm nâng dậy bị cam bạch xã sắp bọc quạt chẳng phải sân chỉ nẹt khla quạt ở trong snap the lơ thò nâng tế cứ ai chơi skip bán nhóm ai nâng dậy là bị mà nè tì tập pi nè tì nên nó bây đây có vật sầm lạp kê hái cứ quạt ban tiền xã sắp vô mặt đạn nè lơ ở nơi đẹp bọc quạt nâng hái có quạt ban vô chia lại cả đạn sai được có chia ao vô mà khổ từ nâng có ba được bọc chân rong cua hay có chập đam nơi hoàng nơi trăng pu môn kê cứ quạt ban vé pu bọc chân rong cua hái có ban chập đam ba bộ biển tranh máu hay nó bị đại ba nó cứ quạt vô cái sai môi vô từ nhọc nó không khluôn nó bỏ chân rong cua nó bay ao chụp à chìm nó tranh nhà sân chẳng cái này vì sủa thơ cả chẳng bị quạt ba nó cứ quạt ba đã nó không thông muối đại quạt đã nó nặng hơi có chập đam khương không xem xem đôi chỉ bẻ đô được có thalam được có thầm mong nô mới nâng cứ quạt cắt vô mà bật đặt vô màu cắt còn hơi cứ quạt vô tận đạn được không thông được đôi khía hay mẹ cho ân chân đi nó cứ quạt hồn chập cho ân chân đi bị khang khăn nông hay quạt hồn lao từ lời bay tịch mòn hơi còn chập đam bay sạ sập chị đông ở vi sủa vô tận bỏ chào chẳng nè hay mẹ đai hay nâng chớ cứ quạt cắt bờ đại nơi thoảng nâng đại quạt cắt bờ đại trên bị khuôn chào tới hay còn bài chiên con chia đồng đồng được khía chân ca được quạt thôi chân cứ từ xa sạch khá tại vì bờ đại tụi được coi rằng ná cứ quạt vô từ chạm chào được nông bà con bà con hay à khá tiết và sân chia chạm ở từ tế cứ quạt nâng vô từ chỗ đã nông sạch được nông ba mùi hơi vô từ bỏ cháu nó không tự lệ chẳng ai trong khối cứ nó thoáng các bạn là ngay cứ quạt bàn vô các bật vô mà thuốc ca cắt bật đạch các bạn trên bí luôn bỏ chân rộng cửa chẳng hỏi có bàn thuốc ca bật lệ bài các bạn thì nhưng mà đang thấy bạn quạt phương chẳng tay quạt bật lệ hay quạt vô các bạn nó vô tới bỏ cháu nó không tự lệ nó được nè hai miên các bạn khá cứ thử bàn quạt sông đòi vô bật thao vô màu cặp vô mà ấy chẳng hạn chẳng nhưng mà đang thay côm nón ấy tế được có quạt cặp là hộ đo khơi khu các ba bọn mình đứng nâng á chẳng nhưng mà đang thay mua là hại đây bằng quạt thừa chẳng và sân chỉ quạt mình sẽ bài chật không cam bài xả sắp tới hại đấy bằng quạt thừa hưởng ở nâng tiền mình được cứ quạt slap cứ có quạt tài chẳng vô xả sắp vô tự bỏ cháo hại đấy bằng quạt chăm bạch vô quạt bạch thay vô ấy vô mò sập bồn được các ba kia liền chẳng mơ tới mình cứ quạt phô đài nơi thoảng nâng cứ quạt they, he found joy in dismembering. Yeah, that's what I believe. Chân bẹp bọn chì mùi nâng ca sợm kế cứ hà mến quạt chả lạ thoảng mùi đài cứ quạt tù squal nơi cạn này khi ta cám đài kê chào quạt tập bằng nâng ấy chân mê nây tha xạ sọp đài kê hồ khơi bằng ná cứ quạt tù squal bằng nâng quạt ọt xa phiếp tha quạt xùm lập họp hồi nê ạ quạt cọp nâng ní quạt cọp nâng nữ ọt tế cứ kê hồ khơi bằng ná kê chào quạt bằng ná cứ quạt tù dụng tập bằng nâng ấy chân mê mà bế cứ quạt thlộm dây đạp bà lì dây chào đài chân nâng tha xạ sọp tặng ọt nâng cứ bọc quạt mến bằng tay xa sọc mà chân nguồn thì có nẹ tặng ọc này ọt đăng đài thang nâu nà rồi còn nâu nà chẳng cứ có thua phép tới căn bà lý chẳng đài hà mình có thua vậy đã bà lý chẳng nè thang có xâm đạp bà hai chia hà tới chất sập nẹ đài nâng ngay mẹn tập bà bà năng tế bằng tay để xa tay bà lý có hồ khơi xa sọc bàn ta mà phẩm bớ chẳng hà mình cứ thở bàn kê thua ca chọc bà căn ta lư bọt kê tạc cám ta lư mần nụ chùm nuôn mà phẩm bớ nè hai xa mẹp hán sẽ có chia nẹ ruo nâu chùm mùi năng hà mình có thở bàn kê chọc
យប្រកាន់ពីបទផ្សំគំនិតជាមួយនឹង Harman ដើម្បីធ្វើការសម្លាប់ទៅលើជនរងគ្រោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវបានគេយកគាត់ទៅកាត់ក្តីដែរអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺរឿងក្តីនេះគឺល្បីខ្លាំងមែនតើហើយវាក៏ជារឿងក្តីដែលគួរឲ្យខ្លាចដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជារឿងក្តីមួយដែលអត់ដែលមានកាចសាហាវជាងហ្នឹងទៀតទេគឺវាសាហាវខ្លាំងមែនតើហើយដូចយើងដឹងនៅពេលហ្នឹងគឺទៅតែចាប់សង្គ្រាមទៀតអញ្ចឹងមានទៅតែចាប់សង្គ្រាមហើយមនុស្សគឺពងតាបាក់ស្បាតហើយនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងប្រទេសគឺមានឃាតករដែលសម្លាប់គេអស់រាប់30 40នាក់ចឹងទៀតចឹងវាគេហៅថាចលាចលខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនៅពេលហ្នឹងក៏ហាមែនគាត់ត្រូវបានគេឡើងកាត់ក្តីចឹងទៅហើយព័ត៌មានចុះតាមកាសែតហ្នឹងគឺតែងតែហៅហាមែនថាគាត់គឺជា Butcher of Hanover ដែលគាត់បានងារហ្នឹងពីពេលនឹងមកនៅពេលដែលហាមែនចូលសាវនាការអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែចង់ថាអត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់នឹងបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះហ្នឹងទេគេដាក់រូបឬក៏គេឲ្យអីមើលអញ្ចឹងគឺគាត់ចេះតែនិយាយថាមែនទេគាត់អត់ដែលស្គាល់គាត់ដែលដឹងអីអញ្ចឹងណាគឺគាត់តែងតែនិយាយអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះគឺគាត់ចេះតែថានិយាយទៅគឺគាត់អត់ចាំអីសោះហ្មងពីព្រឹត្តិការណ៍អស់ហ្នឹងដោយសារវាញឹកញយពេកវាច្រើនពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរពីបុគ្គលម្នាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាឈ្មោះម្នាក់នេះមុខចេះអីចេះអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់ចាំគាត់អត់ស្គាល់ហ្នឹងប្រហែលហីប្រហែលជាគាត់សម្លាប់ហីមើលទៅព្រោះឃើញរបស់នៅនៅផ្ទះគាត់គាត់និយាយចឹងតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាអូសាក់សពហ្នឹងបើថាត្រូវចោតគាត់ក៏ចោតទៅគាត់អត់ថាអីទេហ្នឹងហីដាក់ជន់រងគ្រោះហ្នឹងមកលើគាត់មកឲ្យផ្ដោតទៀតទៅមកដល់គាត់មកគាត់អត់ចាំទេប៉ុន្តែដាក់មកហ្នឹងហីចង់និយាយចឹងហ៎ដូចឡែកនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់រៀងឆ្លោះគ្នារកកម្មរកោសមកពេលដែលគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងឡើងតុលាការហ្នឹងគឺគាត់រៀងរកកម្មរកោសជាមួយនឹង Hands ដែរដោយសារ Hands គាត់ត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងដែរដោយសារតែជួនកាលHands គឺវាអាចនឹងមានពីរទី1គឺគាត់អាចបានជួយសម្លាប់ទៅលើ Harman ទេគឺការសម្លាប់ហ្នឹងគឺ Harman គាត់អ្នកសម្លាប់ខ្លួនគាត់ហ្មងប៉ុន្តែសួរថា Hands គាត់ដឹងអត់ថា Harman ជាឃាតករគាត់ដឹងគាត់ថាគាត់អត់ដែរទៅជ្រលក់ឬក៏អត់ដែរទៅនិយាយជាមួយនឹង Harman ឬក៏ទៅជួយបំបែកសាកសពឬក៏យ៉ាងណាគឺគាត់អត់ដែរលូកលាន់សោះតែម្ដងគាត់ថាគាត់នៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្នាហើយមានរឿងសម្លាប់កើតឡើងគឺគាត់អត់និយាយអត់ប្រាប់ប៉លីសអត់អីចឹងណាហើយទី2ទៀតគឺគាត់អាចនឹងជួយមែនហើយសម្រាប់ Harman គឺទំនាក់ទំនងរបស់គាត់គឺគាត់រៀងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹង Hands ក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ចេះតែចង់ឲ្យគាត់នឹងមកចង់ថាសងសឹកឬក៏ថាអឺបើយើងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាប់មួយគ្នាត្រូវស្លាប់មួយគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរៀងចង់បន្ទោសទៅលើ Hands ដែរកូនម្ដងរបស់គាត់ The like គឺវាអាចមានដោតតិចតួចអាចនឹងមានចំណុចតិចតួចនៅត្រង់ហ្នឹងគឺ Harman បានធ្លាប់និយាយថា Hands ហ្នឹងអត់ដែលបានចូលរួមសម្រាប់ជាមួយនឹងគាត់អីអីទេហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់និយាយម្ដងដែរដែលឡាយគឺតឡាការនៅតែធ្វើការផ្ដោតទៅលើ Hands ដែលសារតែគាត់ដឹងរឿងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់និយាយអីសោះគឺតឡាការនៅតែយល់ឃើញថា Hands ធ្វើអញ្ចឹងគឺអត់ត្រូវហើយមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះមានអ្នកខ្លះគឺបានចោទប្រកាន់ថា Harman ហ្នឹងបានយកសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះអស់ហ្នឹងយកទៅលក់នៅក្នុងការងារលក់ដូរសាច់របស់គាត់ហ្នឹងដែលឡាយគឺនៅពេលដែលប៉ូលីសគាត់បានយកសាច់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ Harman ហ្នឹងយកទៅធ្វើតេស្តទៅគឺគេមើលទៅវានឹងឆៃថាមិនមែនសាច់របស់មនុស្សទេហ្នឹងហើយជាសាច់របស់សាច់ឈូកឬក៏សាច់គោអីចឹងទៅគឺគេបានវាម្ល៉េះប៉ុណ្ណឹងដែលឡាយគឺមានសាក់សីដែលគាត់បានធ្លាប់ទិញសាច់ពី Harman ហ្នឹងគឺជឿថា Harman បានធ្វើការលក់សាច់របស់មនុស្សប៉ុតមែនដោយសារតែមានមួយពេលគឺគាត់បានទិញពវៀនពី Harman ហើយ Harman ហ្នឹងបានប្រាប់ពួកគាត់ថាពវៀនហ្នឹងគឺពវៀនជាមអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកទៅស្លយកទៅញ៉ាំទៅគឺក្អួតឡើងពេញផ្ទះឈឺឡើងពេញផ្ទះហ្មងហើយមានមួយពេលគឺមានអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ទិញពី Harman យកទៅស្លទៅគឺមើលទៅចង់ថាឧទាហរណ៍ណាថាមើលទៅគឺដូចមាត់មនុស្សបេះបិទហ្មងឃើញមកគឺដូចមាត់មនុស្សហ្មងអញ្ចឹងពួកគាត់ស្លន់ខ្លាំងមែនតើគាត់បានយកអានឹងយកទៅឲ្យប៉ូលីសយកទៅមើលថាអូច្បាស់ហើយថាសាច់មនុស្សហ្មងព្រោះមើលទៅគឺដូចមនុស្សមែនតើហើយប៉ូលីសគឺគាត់ឃើញហើយក៏គាត់និយាយថាសាច់ជ្រូកឯងគុំចេះតែប្រឌិតរឿងឡើងមកអញ្ចឹងក៏គាត់ប្រឡែងរឿងនឹងចោលទៅទាំងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងត្រង់នេះគឺខ្ញុំអត់ច្បាស់ថា Harman គឺពិតជាបានលក់សាច់មនុស្សឬក៏អត់ទេនៅពេលហ្នឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺល្បីនៅត្រង់ពេលរឿងនឹងកើតឡើងហ្នឹងគឺគេល្បីខ្លាំងមែនតើ Harman ហ្នឹងបានលក់សាច់មនុស្ស
nấu nong Hanover nó cứ nẹt đầy thọp tinh bị ha mà nó cứ sạt đầy thọp nhám sạch mình nữa chẳng nè nâng ấy tại cả cả bớt hay nâng chẹt đấy cứ nhom mặt đằng cho bạn này tại nó không hưởng cái đấy ní cứ là bầy tha ha mình thầm tay sầm lập mình nữa thế cứ gọi ban bật lè sạ sập mà chôn rong kêu ha vô tình lúa nằm bấy vô lôi chơi channel nơi không ca hồn nơi bọc quạt tiệt chẳng ca cắt cái đây đó bà Fred Harmon cứ mình sẽ xây là hội nó từ pi hồi nhé hay ca cắt cái đây ní cứ ở đâu pi giật tật phòng có từ là cá ban họ khơi tha Harmon hay nâng Hans Grant cứ gọi bất chia ban guilty nâng ấy cứ gọi ban phơ ca xâm lập từ lờ chôn rong kêu nâng men để lại cứ sẽ Harmon cứ kêu mình phó tang ta xâm nhập sạ sập mà phải buồn này chôn rong kêu phải buồn này quát thở ban kêu bắt đầu mà phải bắn tại quạt cho mà phải buồn hay xem hands có quạt thở ban kêu bắt đầu tiết tối được nghĩa trong pin nhẹ quạt cứ từ là ca ban bắt đầu tiết tối bộ quạt phơ ca bà hai chỉ vất đau Amazon đại kê từ lẹ cắt cò bộ quạt chẳng nâng ấy hay xem hands quạt tại quạt lư ca cắt đây bài nâng pleem của quạt ban slop nâng bài nâng đai chẳng nghe na hay xem harmon của quạt chi yếm chẳng cài bị bọc quạt vinh tha hands cứ ở ban châu rùm nâng nong ca sản lập bọc quạt nâng tê của quạt tay giấy chọn bọc can từ lư hands dân đây xa quạt khăng nâng khuôn ai quạt khăng nâng hands quạt ai ai chẳng tàu nâng ngày tại viên nơi ta ở bây giờ cứ cài cài cái đấy cứ cho bay chẳng nên ngày thì đọc phèm khai mấy xa cho nào mà quan buồn nói mà phải prám nơi bê phật ta mà đòn cứ kê ban thôi ca xâm lập từ lờ Harmon hay nâng Grants đòi Amazon cầm bật đại tật lẹo cắt co nâng ok chẳng rương cái đấy là bảo Fred Harmon cứ chọc đẹp bánh nét hay nhóm xong tốc phong để xa vì ở xa miên hụt xa hướng cái đấy vì chả nâng ngày ơi nhóm như vậy nó sợ co ốc con đo nè nó khá nè bạn đập là hộ đo chọc nhóm cất thà quên thực đây ní cứ ai nâng về nâng ngày chân nhom ốc quân chân mình tan đại ban sập đó chấp hai phần trên là khné chân tạm đan thay lời hưởng cái đây xem tiết cứ ai subscribe tới kênh YouTube channel bao nhom bán hai chữ chân cay cứ nhom xong chân phôi nè nó khné miết sập phèo ó nâng chụp khné nơi video cay tiết bye bye.